Tớ sao lại uống thuốc? Người mà uống thuốc gì mà nhiều thế? Nước. Sao sao? Đây là kẹo đấy. Kẹo cái gì đừng có lùa, chị biết rồi. Cái này giống của bố chị đây. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đây. Bố chị mỗi lần bị ốm á, chị cũng thấy á, cho thuốc vào đây mà uống. Có từng ngày một cho mình luôn đúng không? Mỗi một ngày mình chỉ được ăn một ngăn thôi. Cái này là cho trong vòng một tuần nhờ. Ừ, hay đấy. Đây, đây có thể nói là đây nè. Hộp kẹo cả tuần. Ôi mệt quá. Sáng nay quên hôm qua không đặt chuông đồng hồ. Sáng nay dậy mê tôi. Cái gì? Em ốm à? Rồi em có bị làm sao không? Em ốm nặng không? Bị làm sao ấy? Rồi sao lại uống thuốc? Người mà uống thuốc gì mà nhiều thế? Nước. Làm sao? Đây là kẹo đấy. Kẹo cái gì đừng có lùa, chị biết rồi. Cái này giống của bố chị đây. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đây. Bố chị mỗi lần bị ốm á, chị cũng thấy á, cho thuốc vào đây mà uống. Ôi mà sao em ốm gì mà nhiều thuốc thế? Đây là kẹo đây. Kẹo gì? Kẹo hoa quả đây. Nhìn em lại trêu chị à? Nói thật đấy, đây này. Không, có kẹo thật á? Đây, đây. Nhưng mà sao kẹo này cho vào đây? Ừ, kẹo này em mua chứ rồi. Thế à? Ừ. Nhưng mà sao lại kẹo này cho vào đây hả em? Vào đây để làm gì? Người ta đã cho vào đây sẵn rồi. À thế à? Cho vào đây để làm gì? Cho vào đây để ăn. Ăn á? Cho mời mình ăn hết chỗ này á? Không. Mỗi ngày một hộp. À, mỗi ngày mình chỉ ăn một hộp thôi đúng không? Mỗi ngày mình chỉ ăn một ngăn thôi, chị ăn đi. À. Sao? À, bây giờ chị hiểu rồi. Có nghĩa là kẹo này để giúp cho chúng ta ăn như thế này á, thì chúng ta không ăn nhiều đúng không? Chúng ta không bị sâu răng đúng không? Chị biết. Chị thông minh mà. Ừ, ngon không? À, chị ăn thử nhé. Ngon, ngon. Kẹo hoa quả. Ôi, kẹo này công nhận thế này phải tiện. Thế này chị cũng phải bảo mẹ chị mua cho một cái mới được. Chứ không à, mà đưa cho chị chỗ này chị ăn hết luôn, đúng không? Ừ. Ôi, hay thế. Công nhận là thông minh nhở. Kẹo này thông minh thật đấy. Có từng ngày một cho mình luôn, đúng không? Mỗi một ngày mình chỉ được ăn một ngăn thôi. Cái này là cho trong vòng một tuần nhở. Ừ, hay đấy. Đây, đây có thể nói là đây nè. Hộp kẹo cả tuần. Đúng không? Có mấy ngăn, có 7 ngăn mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ngăn là cả tuần rồi, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? Một tuần đúng không? Một tuần chị em mình ăn. Ôi, được cách nào? Như thế mình nó không sâu răng đâu, đúng không em? Nhìn, đảm bảo. Ăn tiếp đâu? Ôi, chị không ăn. À, tí nữa không ạ? Không phải nước cái gì đâu. Này, em đã hút cái tập chưa? Chị chỉ tí nữa thôi, nhưng mà chị không có cái lòng hết rồi đấy. Chị căng lắm á. Ngoan đấy. Ngoan. Ủa, bảo bác ngoan luôn. Thế thôi, bị ngoan luôn đấy. Nhất định ngoan đợt này đi học á, sẽ phải vượt em luôn. Bởi vì mẹ chị bảo rồi á, mẹ đợt tối này á, chị mà học á, mà chị chỉ cần được 10 á, mẹ chị sẽ cho chị đi biển đấy. La la la. Mất thưởng. Chúng con chào thầy ạ. Chúng con chào thầy ạ. À, thầy chào các em. Hôm nay chúng ta đến buổi học toán nhá. Vâng ạ. À, chuẩn bị nào. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.